Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 6, chương trình sách Chân trời sáng tạo qua sách bài tập. Rồi bây giờ các em mở sách bài tập môn toán lớp 6, chương trình sách Chân trời sáng tạo, trang 7. Đầu tiên là chúng ta làm bài 1. Ở đây các em lưu ý là chúng ta có thể xem toàn bộ video về sách bài tập chương trình môn toán lớp 6 Chân trời sáng tạo được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Cho x là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10, vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp x bằng hai cách. Để viết một tập hợp thì chúng ta có thể viết theo hai cách. Cách thứ nhất là các em liệt kê các phần tử của tập hợp đó. Cách thứ hai là các em chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Thì trong bài này người ta yêu cầu các em viết tập hợp x bằng hai cách. Muốn viết được tập hợp x bằng hai cách thì trước hết là các em đọc kỹ bài toán. Xem là người ta cho tập hợp x gồm các phần tử như thế nào. X là tập hợp các số lẻ. Người ta nói x là tập hợp các số lẻ. Nói đến số lẻ là nói đến số tự nhiên. Không ai nói đến là số thập phân lẻ cả. Đúng không? Nói đến số lẻ là chúng ta nghĩ ngay là các số tự nhiên. Như vậy các em có thể hiểu là x là tập hợp các số tự nhiên lẻ vừa lớn hơn 10, vừa nhỏ hơn 20, tức là x lớn hơn 10, bé hơn 20. Rồi cách 1 là các em viết tập hợp x bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp ra. Để viết một tập hợp thì trước hết là các em viết tên tập hợp bằng chữ cái in hoa. Tên tập hợp là x, các em viết bằng chữ cái in hoa. Sau đó các em viết dấu bằng. Tiếp theo là các em viết cặp dấu ngoặc nhọn. Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn này các em sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp x ra. Ở đây các em biết x là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10, vừa nhỏ hơn 20. Lớn hơn 10 là các em lấy bắt đầu từ số 11. Nhỏ hơn 20 là các em lấy đến số 19 thôi. Ta thấy từ 11 đến 19, từ 11 đến 19 là những số lớn hơn 10 và bé hơn 20. Lớn hơn 10, nhỏ hơn 20. Trong các số này chúng ta chọn ra các số lẻ. Các số lẻ là 11, 13, 15, 17, 19. Như vậy chúng ta có các phần tử của tập hợp x là: thứ nhất là 11, tiếp theo là 13. Các em nhớ là giữa các phần tử được phân cách với nhau bởi dấu chấm phẩy, chứ không phải là dấu phẩy nha. Các em nhớ là phải là dấu chấm phẩy. Các phần tử được liệt kê theo thứ tự tùy ý. Mỗi phần tử chỉ được liệt kê duy nhất một lần, không được lặp lại. Ví dụ, phần tử số 11 các em viết rồi thì các em không được viết lại. Được chưa? Giữa các phần tử được phân cách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Các phần tử thì các em liệt kê theo thứ tự là tùy ý. Không nhất thiết phải là 11 đến 13. Mà các em có thể viết 13 trước, sau đó các em viết 11 sau cũng được. Nhưng lời khuyên của thầy giáo là các em nên liệt kê theo thứ tự tùy ý. Thứ nhất là nhìn nó vừa đẹp. Thứ hai là các em liệt kê như vậy thì chúng ta sẽ bị không bị quên, không bị thiếu sót phần tử nào. Được chưa? 11 này, 13, 15, 17 và 19.
Thì đây là các số tự nhiên lẻ thỏa mãn điều kiện là lớn hơn số 10, nhỏ hơn số 20. Rồi cách 2 là các em sẽ viết tập hợp x này bằng cách là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Thì trước hết là các em cũng viết tên tập hợp bằng chữ cái in hoa. Sau đó các em viết dấu bằng. Tiếp theo là các em viết cặp dấu ngoặc nhọn ra. Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn này, các em sẽ chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Tính chất đặc trưng của các số này là gì? Ta thấy các số này đều là các số tự nhiên lẻ, đúng không? Đều là các số tự nhiên lẻ. Và lớn hơn 10, nhỏ hơn 20. Như vậy chúng ta sẽ gọi các số này là số n, sao cho n là số tự nhiên lẻ, hoặc các em viết n là số lẻ cũng được. Bởi vì nói đến số lẻ là nói đến số tự nhiên, không ai nói là số thập phân lẻ cả, đúng không? Rồi, các số này, các phần tử của tập hợp x này, nó có tính chất đặc trưng, đó chính là nó là số tự nhiên lẻ và nó lớn hơn 10, nhỏ hơn 20. Như vậy chúng ta gọi chung các số này là số n, sao cho n là số tự nhiên lẻ và thỏa mãn điều kiện là n lớn hơn 10, nhỏ hơn 20. Hoặc là các em có thể viết là tập hợp x là các số tự nhiên n, là số n sao cho n là số tự nhiên lẻ. Các em không thích viết n lớn hơn 10, nhỏ hơn 20 thì các em sẽ viết là n lớn hơn hoặc bằng 11, nhỏ hơn hoặc bằng 19. Cái dấu lớn hơn hoặc bằng tức là các em lấy từ 11 trở đi. Bé hơn hoặc bằng là các em lấy đến số 19 luôn. Được chưa? Lớn hơn 10 là các em không lấy 10. Nhưng lớn hơn hoặc bằng 11 là các em lấy 11. Bé hơn 20, các em không lấy 20. Nhưng bé hơn hoặc bằng 19 là các em phải lấy 19 nè. Các em hiểu chưa nhỉ? Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Cho tập hợp Y có các phần tử là các số x, sao cho x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3. Trong các số 3, 6, 9, 12, số nào thuộc Y, số nào không thuộc Y? Các em dùng ký hiệu để viết câu trả lời. Rồi, muốn biết trong các số mà bài toán cho, số nào thuộc Y, số nào không thuộc Y, thì trước hết là các em sẽ viết tập hợp Y theo cách là liệt kê các phần tử của tập hợp này ra. Tập hợp Y gồm các số x sao cho x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3. Rồi các em sẽ tìm xem những số tự nhiên nào nhỏ hơn 10 mà chia hết cho 3. Muốn tìm các số chia hết cho 3, ở đây các em ghi nhớ nha, muốn tìm các số chia hết cho 3 thì các em sẽ lấy 3, các em nhân lần lượt với 0, 1, 2, 3, vân vân. Muốn tìm các số chia hết cho 4 thì các em sẽ lấy 4, các em nhân lần lượt với 0, 1, 2, 3, vân vân. Được chưa? Thì tích chính là những số chia hết. Cụ thể đây, các em muốn tìm các số chia hết cho 3 thì các em lấy 3, các em nhân lần lượt với 0, với 1, với 2, với 3, với 4, với 5, vân vân, đúng không? Thì tích này, tức là các số mà thầy giáo tô màu đỏ này, là những số chia hết cho 3. Ở
Ở đây chúng ta chỉ tìm những số tự nhiên nhỏ hơn 10. Nhỏ hơn 10. Như vậy 12 kem loại này, từ 12 trở đi là kem loại. Từ 3 nhân 4 trở đi là kem không nhân nữa. Kem chỉ nhân từ 0 đến 3 thôi. Và kem tìm được các số tự nhiên nhỏ hơn 10 chia hết cho 3. Đó chính là 0, 3, 6, 9. Được chưa? Trước hết là kem viết tập hợp Y bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp này ra. Đầu tiên là kem viết tên tập hợp bằng chữ cái in hoa, viết dấu bằng. Sau đó là kem viết cặp dấu ngoặc nhọn ra. Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn này, kem sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp Y ra. Như thầy giáo vừa phân tích, các phần tử của tập hợp Y là 0, 3, 6, 9, đúng không? 12 có được không? 12 không được, bởi vì x là số tự nhiên nhỏ hơn 10, chia hết cho 3 nhưng phải nhỏ hơn 10. Như vậy là chúng ta chỉ có thể là lấy 4 phần tử này thôi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời này. 3 có thuộc Y không? À, 3 có thuộc Y. Vậy 3 thuộc Y. Các em nhớ viết ký hiệu thuộc, nó giống là chữ E in nha. Không thuộc thì các em thêm dấu gạch chéo nữa, được chưa? Rồi 3 thuộc Y, các em viết như thế này. 6 có thuộc Y không? À, 6 có thuộc Y. 6 đây, 6 thuộc Y. 9 có thuộc Y không? 9 có thuộc Y. 9 đây. Số 12 có thuộc Y không? À, số 12 không thuộc Y. Trong các phần tử của tập hợp Y không có số 12. Vậy 12 không thuộc Y. Viết ký hiệu không thuộc thì các em sẽ viết thêm dấu gạch chéo vào dấu thuộc, ta được ký hiệu không thuộc. 12 không thuộc Y. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có trong từ Nha Trang. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? A. N không thuộc M. B. Là U thuộc M. C. Là T thuộc M. D. Là Q thuộc M. Ở đây các em chỉ cần chọn ra khẳng định nào đúng thôi. Muốn biết khẳng định nào đúng thì trước hết là các em phải viết tập hợp M này ra bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp M. Các em liệt kê các phần tử của tập hợp M. Sau đó là các em so sánh xem là phần tử nào thuộc M và phần tử nào không thuộc M. Từ đó là các em sẽ chọn ra câu trả lời đúng. Rồi trước hết là các em viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử ra. Trước hết là các em viết tên bằng chữ cái in hoa này, viết dấu bằng, viết cặp dấu ngoặc nhọn. Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn thì các em sẽ liệt kê các phần tử ra. Nha Trang. Tập hợp M là các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ Nha Trang. Thì đầu tiên là N, H, A. Giữa các phần tử phải được phân cách với nhau bởi dấu chấm phẩy nha. Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần. Tiếp theo là T, R, A. Ở đây A viết rồi nha. A viết rồi. A các em liệt kê rồi thì các em không cần phải liệt kê lại. Liệt kê lại là sai. N liệt kê rồi, các em bỏ. D chưa liệt kê, các em liệt kê vào. Rồi, từ đây thì chúng ta so sánh này. N không thuộc M đúng hay sai? Ở đây N thuộc M nha. Vậy N không thuộc M là sai. B. U thuộc M đúng hay sai? Trong tập hợp M không có phần tử U. Như vậy U thuộc M là sai. A, B là sai hết. T thuộc M đúng hay sai? À, trong các phần tử của tập hợp M thì có phần tử T. Như vậy T thuộc M là đúng. T thuộc M là đúng. D. Q thuộc M đúng hay sai?
Trong các phần tử của tập hợp M thì không có Q, không có Q. Q thuộc M là sai. Như vậy ở đây là C là đúng rồi. Vậy khẳng định đúng là C. T thuộc M, đúng không? T thuộc M, T đây. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ Nha Trang. Cách viết nào là đúng? A, B, C hay D? Rồi muốn biết cách viết nào là đúng thì trước hết là các em viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử ra. Sau đó là các em so sánh và chọn ra cách viết đúng. Được chưa? Trước hết là các em viết tên tập hợp M như ở bài tập số 3 thầy giáo vừa hướng dẫn. Đầu tiên là N này, H này, A này, T này, R này. A viết rồi không được viết lại này. N viết rồi không được viết lại này. Tiếp theo là D này. Được chưa? Thì các em so sánh xem là cách viết nào là cách viết đúng. Cách viết tập hợp M như thế này nó giống như cách viết nào? B đúng không? B. Vậy cách viết B là đúng. Rồi các em quan sát cách viết B này. Và cách viết của thầy giáo là giống nhau. Vậy các em chọn B là cách viết đúng. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc tổ 1 lớp 6E. Bùi Chí Thanh, Lê Mai Lan, Nguyễn Đức Vân, Bạch Phương Trinh, Hoàng Ngọc Thanh, Đỗ Thị Dung, Nguyễn Lê Vân Anh. A. Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ. Các bạn trong tổ 1 có cùng họ. Rồi, những bạn nào có cùng họ? Các em quan sát này. Trong các bạn này thì có các họ sau: họ Bùi, họ Lê, họ Nguyễn, họ Bạch, họ Hoàng, họ Đỗ, họ Nguyễn. Như vậy ở đây có hai họ Nguyễn, tức là có hai bạn cùng họ với nhau. Đó là bạn Nguyễn Đức Vân và bạn Nguyễn Lê Vân Anh. Được chưa? Bây giờ các em viết tập hợp tên tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ thì đó chính là bạn Vân và bạn Anh. Các phần tử của tập hợp này là Vân và Anh. Câu B, viết tập hợp các họ của các bạn trong tổ 1. Ở đây các bạn trong tổ 1 có các họ sau: họ Bùi, họ Lê, họ Nguyễn, họ Bạch, họ Hoàng, họ Đỗ và họ Nguyễn. Ở đây có hai họ Nguyễn thì các em chỉ cần liệt kê một lần thôi nha. Như vậy các phần tử của tập hợp trong câu B này là Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ. Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ. Được chưa? Họ Nguyễn thì chúng ta chỉ liệt kê một lần thôi. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài tập số 5 là như sau. Trước hết là các em viết tập hợp tên các bạn cùng họ. Thì ở đây có hai bạn cùng họ Nguyễn, đó chính là bạn Vân và bạn Anh. Ở đây các em gọi tập hợp này, các em tự đặt tên cho tập hợp này là tập hợp T đi. Em nào không thích thì các em đặt tên là tập hợp Q cũng được. Nhưng nhớ là phải viết bằng chữ cái in hoa. Sau đó là các em viết dấu bằng. Tiếp theo là các em viết cặp dấu ngoặc nhọn ra. Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn thì các em sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp ra. Ở đây có hai bạn cùng họ, cụ thể là cùng họ Nguyễn, đó là bạn Vân và bạn Anh. Giữa hai phần tử thì phải được phân cách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần. Các em liệt kê theo thứ tự tùy ý. Các em không thích, các em viết bạn Anh trước, sau đó đến bạn Vân cũng được. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Các em viết tập hợp các họ của các bạn trong tổ 1. Rồi các em gọi tập hợp này, các em đặt tên cho tập hợp này là tập hợp H. Em nào không thích thì các em đặt tên là tập hợp M, tập hợp P, tập hợp X cũng được, không sao. Tiếp theo là các em viết dấu bằng. Các
Kế tiếp là các em viết cặp dấu ngoặc nhọn ra. Rồi bên trong là các em liệt kê các phần tử của tập hợp này. Các họ của các bạn trong tổ 1 là họ gì? Họ Bùi nè, họ Lê, họ Nguyễn, họ Bạch, họ Hoàng, họ Đỗ. Ở đây họ Nguyễn có hai bạn, nhưng các em nhớ là chỉ được liệt kê một lần thôi nha, không được viết hai chữ Nguyễn vào đây là sai. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Ở đây các em có thể xem lại toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 6, sách Chân Trời Sáng Tạo, được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.